Xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện có thật do chính cái người bạn học của mình kể lại. Thì nếu mà bạn nào đã từng học ở Đại học Cần Thơ thì chắc chắn sẽ biết qua hẻm 51. Tuy nhiên là vào những năm 2013-14 có rất là nhiều cái khu trọ nhỏ nhỏ cũ kỹ mà chưa có được tu sửa lại. Thì hiện tại là đã tu sửa lại làm đường rất là mới rồi. Thì cái bạn này quê ở An Giang thì cũng lên Đại học Cần Thơ học đại học như tụi mình vậy đó. Thì khi mà lên đây đi học thì bạn mới chạy vào hẻm 51 và kiếm trọ. Thì lúc đó là vừa vào hẻm 51 quẹo tay trái là có một cái cây cầu. Tôi nhớ không lầm là tên là cầu Bình Khánh hay sao đó, mình không nhớ rõ nữa. Thì vừa qua cây cầu đó là quẹo bên trái, là ở trong đó có rất là nhiều cái dãy trọ luôn, mà đa phần là những cái dãy trọ cũ kỹ, giá cũng khá là rẻ, thích hợp cho sinh viên ở. Thì cái bạn này mới vào đó, mới tìm được một cái phòng trọ đang còn trống. Thì nguyên một cái khu dãy đó tầm khoảng hơn 10 phòng, thì chỉ có duy nhất là một phòng trống thôi. Và những cái phòng khác giá là tầm khoảng 900 ngàn, nhưng mà cái phòng trống đó thì giá có khoảng 600 hoặc là 700 ngàn. Bạn mới thắc mắc hỏi cái cô chủ trọ là tại sao mà mấy cái phòng khác là đều 900 ngàn hết, nhưng mà cái phòng trống đó thì giá có khoảng 600 hoặc là 700 ngàn. Thì cái cô chủ trọ này nè, mấy không có giấu giếm, mấy nói cho bạn biết là hồi xưa là có cái người ở trọ ở đây và chết ở trong cái phòng đó. Tuy nhiên là khi mà người ta lại đi mướn, nghe cái tin đó thì không ai chịu mướn hết trơn, nên cô mới giảm giá cái phòng đó. Thì bạn này nè, do là cái kinh tế cũng khó khăn nên bạn mới thấy vậy, bạn mới làm liều, bạn thuê luôn. Tại vì vào cái thời điểm mà 2013-2014 200-300 ngàn nó rất là lớn đối với một cái bạn sinh viên nghèo, nên bạn này mới quyết định làm liều là dí cùng một người bạn nữa là hai thằng thuê vô cái phòng trọ này. Thì bạn mới điêu giá hình như là còn có 500 ngàn hả, mình nhớ là như vậy đó. Thì khi mà vào ở xong thì bạn này cũng biết là lúc trước là có người đã chết ở đây, nên khi mà vào cũng xin phép vào ở, cũng cúng kiến này nọ các kiểu. Thì khi mà bạn này vào ở khoảng 2-3 ngày đầu thì thấy mọi chuyện cũng bình thường, bạn cũng vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn sinh sống bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Và khi mà ở hơn một tuần thì bắt đầu từ cái tuần thứ hai là bắt đầu là ban đêm là sẽ có một cái số chuyện lạ nó xảy ra. Như bạn này kể lại là buổi sáng thì vẫn bình thường, mà mỗi khi đêm về tại vì phòng trọ này nó có cái gác ở dưới thì bạn để xe và nấu ăn, ở trên thì buổi tối hai thằng lên trên ngủ. Bạn nói mỗi khi mà hai thằng tắt đèn đi lên gác ngủ thì tầm khoảng 11-12 giờ đêm là nghe ở dưới nhà cái tiếng lụp cụp của cái tiếng son nồi nghe son nồi lụp cụp một hồi, mới nghe cái tiếng chén chén mà như là có ai đang rửa chén vậy đó, nó len can vậy đó. Bạn này nè mới thấy lạ quá, nghĩ là chắc là chuột nó chạy nó phá, mới đi xuống coi thử. Thì xuống là không có thấy chuột gì hết trơn, chén bát đồ nằm bình thường hết, không có chuyện gì xảy ra hết. Thì mới đi lên nằm một chút xíu thì lại nghe cái tiếng đó nữa. Bạn này kể lại thì bạn này không có sợ ma, nhưng mà cái chuyện lạ làm cho bạn cũng run. Mấy cái đêm đầu là chỉ nghe cái tiếng rửa chén rửa bát ở dưới nhà thôi, và nghe từ từ thì hai thằng cũng quen đi, kiếc rồi thấy nó bình thường rồi, không có sợ nữa. Tại vì lần nào nghe mà chạy xuống nó cũng không có cái chuyện gì xảy ra hết, chén bát cũng không có bể gì hết. Cứ như vậy là 5-6 đêm liền, đêm nào cũng nghe cái tiếng rửa son, rửa nồi, rửa chén, rửa bát hết. Thì mọi chuyện cứ như vậy thì nó bình thường. Sau đó qua thêm một tuần nữa thì ngoài cái tiếng rửa chén, rửa bát bạn mới nghe cái tiếng xì xào ở dưới nhà. Đôi khi là nghe cái tiếng em bé khóc hu hu hu, rồi có một cái tiếng người mẹ dỗ con. Thì bạn này mới hơi lo rồi. Tại vì nếu mà nghe cái tiếng rửa chén thì nó đỡ, mà nghe cái tiếng em bé khóc nữa làm cho bạn nó không có ngủ được. Và hai thằng mất ngủ 2-3 đêm liền. Thì thấy mọi chuyện như vậy làm cho ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, thì bạn mới ra hỏi cái cô chủ trọ. Thì cô chủ trọ nói hồi xưa mà cái người mà chết ở cái phòng này là một cái người mẹ có bầu, và có lẽ là do hai mẹ con cái linh hồn nó không có được siêu thoát nên ở quay quẩn ở trong cái phòng đó. Và cái cô chủ trọ này cũng nói lại là hồi xưa giờ cũng có 1-2 người vô ở thì cũng nghe cái tiếng rửa chén rửa bát như là có ai sinh hoạt ban đêm ở trong thôi, chứ không có nghe cái tiếng là có em bé khóc hay là tiếng người mẹ ru con như là hai bạn này. Thì cô cũng nói là có thể là do người ta thấy cái tiếng sinh hoạt đó 2-3 ngày là người ta sợ quá, người ta bỏ đi hết trơn rồi, có hai bạn này nè mới ở đây lâu thì mới nghe được mấy cái tiếng đó thôi. Nhưng mà hai bạn này biết được cái vụ việc đó nhưng mà cũng không có hoảng sợ, và do cũng có thể là kinh tế khó khăn hay sao đó mà hai bạn cũng quyết định không có dọn đi. Mà hai bạn qua hôm sau mới mua một cái bàn, là cái bàn mũ mà như là sinh viên học bài vậy đó, mới mua một cái hũ bỏ gạo vô. Và hàng ngày
thì ngoài cái việc hai bạn ăn cơm xong thì đều đốt nhang để mời hai mẹ con để về ăn cơm. Và hàng ngày như vậy, và hai bạn cũng như là lập một cái bàn thờ ở trước phòng vậy đó, bữa nào cũng đốt nhang cho hai mẹ con hết. Có một hôm á là mình đi qua cái phòng bạn này chơi, vừa bước vô phòng á là thấy cái bàn thờ liền thì giật mình hết trơn, không biết á là hai thằng này nó làm gì mà nó để cái bàn mũ vậy đó, mà để cái lon gạo ở trên đó mà cắm đầy nhang hết trơn. Thì như mình tò mò mình cũng mới hỏi nó, thì nó mới kể lại á là sự việc như vậy. Mà từ cái ngày nó lập cái bàn thờ tạm ở đó đốt nhang hàng ngày thì còn nghe cái tiếng sinh hoạt buổi tối nữa, đồng thời á nó cũng không có còn nghe cái tiếng mà em bé khóc hoặc là cái tiếng mẹ ru con nữa. Do hồi lúc đó mình cũng sợ ma dữ lắm, nghe tới đây á là rợn ốc cục hết trơn. Lúc đó là mới nể nó, mình không nghĩ á là một cái thằng sinh viên mới có 18-19 tuổi à mà lại dám cả gan như vậy luôn. Mình thật sự là khâm phục cái bạn đó luôn á. Và bây giờ kể lại á thì nghe cũng còn rùng rợn. Nếu á mà giả sử đứng vô trường hợp mấy bạn á, mấy bạn có dám ở trong cái căn phòng đó không?